Đi theo. Hôm nay ngay đón hồi ra đi thì kết bạn kết tình chờ mân em xin cho thay mặt cho ra đi đưa thăm hỏi bản tình ở xa quê. Hôm nay thì gặp chờ lẫn đầu ình ơi là bán lá phượng cho bụi cho ình ơi. Em ơi chớ cất tiếng lên lời ở giờ đời uốn hồ cả uốn mơ chỉ mà thương mẹ em ơi. Cầu nị ước lỗ rồi ngày này anh hãy có thời hát trời mà ơi cổ Gà nàng bà tí u na mang nhớ mang thừa nhưng mà xa đất xa mưa ó mắt cho gấp mà em đã em ơi. ngộ hôm nay mới gặp lần đầu đời nhà mua cày về tàu á quê quê anh dùng hôm nay Chợ bò u na mương làm mương nô gặp bà em như uống gặp đống và ngày hôm nay đã em ơi. nguồn mương anh lệ cũng mương các nhà chị gặp bà đội rồng đặng bà Thời em thì u na thời mang thừa cho un kết bạn kết phượt ngày hôm nay ngày em ơi. nơi thầy un đứng ở giữa đường đưa cho hạ là bàn tay nhà vương chung đôi có an chẳng nâng Chúa đã kết bạn mà kết phước chùa ngày đòi lá bàn lá phước ngày nó yên ngày hà yên ơi. tận hôn lá hoa giữa đường gặp mà ổn cho anh kết ra vương ăn chẳng ra giàu nơi Em ơi em dành cho kỳ em hơi ở thần un bữa sau lại bữa nghèo mang thương em đã em ơi. thật nên cũng giàu cũng nghèo đời nhà định bàn kinh nhau cũng nhau ra giàu nơi Thời em hoành tráng em hơi là chi uốn đắm nhẫn lời của em giờ em ơi. lo chi đéo để uốn nơi một nhà kề ôn thương ấy nhàn để thôi quỷ thôi ra giàu nơi Em thương cho loan nghĩa cho ven á tì
chờ mà bỏ áng khá bực mình ngồi đi chơi ai hả em ơi. Thương ngôn anh trọn nhà trọn tình đôi không đúng đồn mà một mình đôi chỉ là một nhà chợ bò mang thương khó em nô em ơi lệ uốn người nghèo mang thương em đã em ơi uốn nhau anh cùng nhau hơn đôi quyết chi bành mèo nuôi nhau có hàn chẳng năng em thương thì uốn nhớ ta chỉ bằng lòng đỡ uốn quyết ý chúng tình chờ mắt em ngày hà em hơi một nhà khi chúng nhà chúng tình đôi quyết chỉ chung mình chung đôi có hàn chẳng cái nghèo u nã tuổi em hơi chỉ lo em ở hết ý cuộc đời mân u nã ni đã em hơi đã xương trọn vẹn trọn đời có vài anh đã bỏ rơi chỉ ùn giữa đường tiếng ế chớ nhớ ta chỉ bằng lo đỡ ùn dòng đi dũng giá đi nhà ùn chẳng giờ em ơi ùn đâu hỏi mẹ cũng cha có cho ôn lê trông xa chi mà chẳng là nhà ôn chớ chi có mộ mê có cha có mẹ chi nó mà hỏi ơ em giờ em ngó mặt nôn lê thọng cho có đó ủn thông cảm cái lời anh bố cho ra giàu nơi em thương gấp chưa khá giữa đà em thương ủn nhớt chỉ đáng hoa chưa mất em đã em hơi ủn eo chịu bà bạc ủn hay có cho nhà lê ùn nàng la dù an chẳng la còn hát đường chớ u na tròn ở tì chẳng hà phai chú đã hó hà thím cho em ngày hà em hơi thế thì nhất chi ổn nơi ở đỡ tiệm ha tung câu lời mà đi ra giàu nơi đâu tiệt na u na thăm hỏi rõ ràng thầm mà thiên hỏi xóm hỏi mưa ơi lại đi cho em ơi ngoài thì hoài vời ồn ơi đi bảo thực tế nhà thơ bố cho ra ồn nọ gặp tí thì ồn hỏi thăm tí hỏi thăm bố mẹ ra đi
con khuê chẳng giỏi em ơi. Của em đã già hôn ơi. À, hỏi cho o mặt cho ra em hơi hỏi tha đất đã lửa lăng măng thương em đã em ơi. Thần anh chỉ có một mình à, bố mẹ vẫn không chỉ đôi mình em khô làm một nơi nhớ mồm chớ nhớ mình em hơi à, em thương em đốm quay cho đời un răng thả cũng hay hà em ơi lo chi đeo để un ơi un này nhà thượng an là đời chung nhau đã giàu nơi tiếng hà un ý thăm xóm hỏi mưa thầm mà thiên bảo đỡ em tình là thế là chị hay hà em ơi mặt là hát lời bố bòn cả bụi ở thế này chính hà thức là bụi văn thơ đây giàu nơi thế ê bỏ thuộc nhà lắm đẹp nó mơ chi chúng nhà chúng tiếng đều đi là cho em ơi nhiều em thiên thật lạ thơ nửa đêm anh ha ngồi lại là thơ chi mà cho nay cảm ơn cái tầm lòng chân thành tình hà thương nghĩa nhớ un quyết danh về là duyên hà em ngày hà em hơi thương em á lễ tròn cả đôi đừng à mà dạng dỗ nửa đời mà khổ thân chi lại nhớ đi em ơi ngó mặt thì biệt người con người chân thật là người đi hát chơi đàn em ơi ngó mắt anh vải bố liền cho liền cậu hạt mình hát quên lấy nhau già un ơi cái thết liền cái thuở un mặt nã rồi em ơi còn hỏi un miếng chi chẳng rõ em ơi un ơi lắng lắng mà nghe đưa cho anh hoài như sẽ chi mà tầm tính anh ơi thì cứ hỏi với là ở tin đỡ un sẽ kể cho em tiếng mai hay em ơi lăng lên bố bọn cả là bụi thế này un chính thực là bụi thì chỉ giờ un ơi thế un ơi cho chữ bờ đâu chữ a chữ nợ là bụi thêm em đã hay ơi thêm em đẹp lắm chỉ cổ đông ước chi anh an à anh bị ngã buông bao thay già un ơi thân un chúa ngày bể ngày bồ hồ mà này em háo bê un cô mang thương em đã em ơi thế thì anh bể ngã buông đưa em nhà
xin là người chung của em có ăn chẳng năng. Chờ bò u na măng quỷ măng chiều cỏ thường cố vượt cho liều với đâu em ngày hà em thường ngôn nơi nhà quỷ nhà chiều nhà chẳng đã xì bỏ liêu un nó ra dầu em thua cho hết quãng cuộc đời bỏ rơi ăn khá tối đời người đi chơi hay hà em ơi thương un cho hết cuộc đời trăm mà năm mà hạnh phúc là đời của hà ra giàu nơi tên un y mang quỷ mắng mơ hồ mà này đi đến giá đi un mà xem mày hà em ơi ngôn nơi lắng lặng mà nghe lắng lời anh ha bộ như xe chi mà vào lâu em ơi em cứ hỏi cho hết à lời đỡ un xe kể hết cuộc đời un nhỉ hay em ơi trăng lên đỉnh núi trăng tròn un bao nhiêu tuổi mà con đang xuân giờ un ơi năm nay un đã tâm chín thua hết loạt bước sang nắm nửa bước loạt khâu mưa lờ đà hà em ơi ngôn ra rắm chín chưa hết loạt em nhà này khẩu một cò gặp mà loan răng chẳng ra dầu nơi chờ bò mà u na quỷ mắng mơ ngờ nó lỡ diện lỡ mà có ăn gặp mà em giờ họ em ơi duyên tình lời đình ổn nơi đưa mình còn lại mà thôi gặp nhau chốn nơi đi cảm ơn cái tâm nhạt lời hôm mai un con cò cuộc đời gặp em là cho em ơi duyên lời đinh đoạt lực ngã rồi đưa em ngồi đời ngồi chờ un nhà mà lộ rồi bỏ em con ken chọn chỉ tì chờ bỏ chúa lập giá đi mang thương em giờ em ơi nghe nhà đi chẳng ken chọn mỗi tình em nhà đi chờ đợi mối tình của em rau nó tân nu nơ bữa sầu lại bữa nghèo em ơi lệ ủn khổ đời đỡ em hay em ơi tân ủn nghèo anh để cùng ngã nghèo leo nhau trò giò bọt hà béo mây trôi mà ngỏ nhau cùng tiếng mê chẳng nghĩ chi nghèo thì un cô vượt cô chiêu lên đại em ơi tân mình vừa đỏ vừa nghèo đô cao thì vượt một núi cao mà cũng treo mưa un chớ leo núi leo đồ ỉ thương
cố vừa trả cho liều ngày hôm nay hả em hơi. Lo chi leo núi leo đồ anh nhà biển xa còn đồ đồ đeo lên đau Chờ nó mà biên tính vật mà thương quyết tâm bước cái đón đường đưa thành công bây giờ anh ơi, ơi. lo chi vật an ủn ơi, bao đi biển lại à thôi con nhau già un ơi Khó khăn chớ em vượt cho liều khẩu ni khó nhỏ cả uốn chiều chớ lê em ngày hà em hơi tần anh bố đò mẹ nghèo mong un thượng cành nhà nghèo của anh đã ủn cũng cây hay dâu un chưa có ngày nó cây khó mận nhọt vậy mà hết lòng thân là nên em ơi thế thì đi vô ngọn nơi ô đô à cất bước mà thôi đi chơi đau nó tiếng ôn à y xin phép ra đi đưa ôn quyết đi ngã dòng tì mà đi thăm hà em ơi ơi đợt nào đi là đợt của nàng un giang đi lắc anh chàng đi theo đại quân mương này u nơ ở bình hẻm á e ngã hơi leo xuống vệt núi qua đôi em đại mấy khi thương nhau chẳng quản đường cao mấy sông cũng vượt mèo một điều ơi nó cao mà cũng quyết đánh đường dài đi mấy biệt ha cho em ngã hơi ngôi lô mày biệt là đôi uốn thương em hay em ơi cảm ơn cái tấm lòng ngả nàng chẳng chê chẳng khó ủn nàng lê thương anh mà chị na phép chớ ca ca uốn lòng giá đi hồ mà mày gióng ba nã gióng tì em đi chơi xin phép các bạn ngồi chơi đưa tôi đi dùng con người bạn quen ngày nay xin phép đón câu lá ca bộ hát mưa tôi à y xin phép hết quê mường chọn anh đi cái của mẫn khiêng mà đi với anh ơi đang xa un bước rần rần cầm lê thầy un rần rần anh bước đi theo un cũng hay bao ni chớ là cái quậy lạc đi hà lên cái chẳng cố đền mình đi lên giờ em hơn chồng đi húc là chọn chi bộ mặt kha mới đi đâu này chọn đi bao đâu là chọn cổ đế lòng thương lòng nhớ ngày ở với lo quên đại hình ơi
cô đến đẹp má lắm má un à ơi, vong khi vậy nhà vàng lại đến cho em mà giờ un thôi chọn đi em un ha cho vượt qua đi lên đồn bờ là đồn quên mà lên hay ơi cành đi đẹp mà lắm mà un à ơi, vừa đi vừa ngắm lũng hà lang quê hà giờ un ơi em ơi đất bầu ra em ngã hôi đi bao mai mai mời lang un thường hãy dù rằng lang bầu chi un à ơi, vừa đi mà ngắm cảnh sự đời đôi hà giờ un ơi đến đi cho đông bờ là đông về đi quên lại khổ đi về là mương nơi xa hãy đông đi đông bờ núi quên đến quên đi quay lại có đang quay xa mà chẳng lo chẳng lo cho chiên rìa ô tí chỉ đường chỉ khả cho tiếng mà hay hay ngơi quê nhà đang có quản có nhà nghỉ ổng rạc mới rơi đi trời ồn nó ơi để nga ni chớ có quán cũng hà ngày nga ơi có khá ta cả đó lắm chỉ chẳng em giờ em ơi cơm ăn ba bát rõ rồi hà phòng chỉ khát rạc anh nhà thơi bao ngày ồn nó ơi hả em chú quán ba bà nhà hàng đã ra hỏi ta có un đưa cho chàng ơi em hay ơi cảm ơn cái tấm lo ngã nàng ngã tay nặng hạ lệ mà lỡ nàng mới giờ un ơi ơn đi chú quản bà nhang có cường có nọn có đường dân mùa hay ơi nhà anh vừa đỏ vừa nhau thiên anh chẳng có là nó đi un ơi thường lì anh có khi đi và là lũng mà anh là ổn à đà và là bà nhà mà anh thiền có rồi ơ em ngày hà em ơi thế thịt lỗi rằng chàng chàng ổn à mùa lễ non mà đôi cho nàng đều đi mà ổn nó tiếng ổn ý mua nón cho cha còn thân un quen tăng lai mưa ý quen mưa rồi hãy em ơi ngày răng mua lề cái ô vừa đi vừa ngắm mà rồi chê chung ra un nó tiếng un mua lễ cho tí khê đi khê ngắm tần tần với em đã cho em un ơi trả thiên cho chú quản mà đi đưa tiệp mà tục vẫn vì ba đi mà con đường un đi quyết định trả thiên em ơi còn hào chi nữa đã un mùa liên cho em vậy là em ơi thế thì rạc em ngon rồi
con như cái ô long à. Un à rơi mua cho là un ơi. Tiếng un y đạt là thiệt, anh ơi bước về mà liên chân đi đã dò anh ơi. Thế thì cất bước lên nhà đường, un ra đi lược dẫn hà đường cho anh già un ơi. Anh ơi ba mương nhủ nhà em ngã hơi đi ba mương rộp đi về trong khi hay anh ơi đi bơ mương nhụn un nà hơi đi bơ mương rộp hạ đi rần rần âu nơi mà đời anh con đời anh ngắm canh ta sự đời đi quên đáng khà mà thôi cho bụi giờ un ơi đến đi chớ có một cái cầu khó đi lập lại nhà em ơi khi chân đi ai em ơi câu ni câu làm mà un ơi nhà ni yêu bòn yêu hoài un ơi ơi nhà chẳng rậm ha bước un thôi làm sao ra un nói có là ni chớ câu đặng cỡ để khi đi khi bước ó mà rồi à em ngày hà em ơi em đi á rồi làm một nơi ó mà loại nhà chân á thuồng mà thôi nó đi ra ồn nó hơi nếu mà có lỡ cho chuyện à câu mà rồi em thuồng un nhảy đâu y liên theo đại không à ni mắng răng nhiều khủ có à rong nếu mà rơi xuống vật ôn mà rồi con hê chớ nghĩ chi đường à cũng giờ thay ôn kéo ếng thì vượt qua với lại ếng ơi thế thì đi với ôn nà ơi ôn ra bước lược ếng thôi bước theo ôn nó ơi đến đi đã qua một chợ chờ đoạn câu đi về nhà ùn đã ở tình em thường hay ơi qua câu em đã qua rồi ôn ơi em ùn bà rồi đưa đi ra ùn ơi đến đi chớ mương mận mương đào địa bào ét nửa tán rào nhà un đã ơ em ngày hà em hơi ngờ ni mương mận mương đào un ơi đừng lại ăn lại đau cho bụi ra giờ un ơi đến đi chớ nhà ủn đã ếng hay cái ni cái lòng cái lều đã ư ếng nhà ni đẹp mà làm ủn ơi ước ngà chỉ ếng ngàn cả đời ư ni mời cùng nắng đến ni nhà ủn bố nó cột na cho đền đền bên lên lớp là thầy lòng ở bên anh thường cũng hay anh ơi thân anh nhỏ xỉ như con là kheo đây lên là thầy kheo giàu mà một mình anh có ùn anh ơi
là bò phải đại mộ mình thương anh nhà gió anh lo chi đều để un nạ ơi nơi đêm anh xuống mà rồi đây cũng em giờ thương ơi anh ngồi thuống cái nhà đỡ un lại rồi anh chị anh cha mới anh đại anh bảo nhá anh vài lĩnh nhá ngồi xuống cái chiều chân ta ôn mới anh ngon là muốn nơi anh ơi nhí nhọc anh ngả hơi cơm ăn rạc ỏng mời ở phía quê anh hay anh ơi cá chứ anh bố đi nhà đi vỡ nhà đó đỉnh nhà rồi đưa anh xin vẹp mà nghỉ ngơi un hay đi khóc un bắt mà hia chờ cả vang lên nhà ngầm cào lá ban cơm ăn đại anh ơi để thi anh lệ nghi à ngơi un già đuổi à cào hôm rồi đều ăn già un ơi anh ơi cơm ăn rắc ỏng đã rồi anh ơi nhớ lệ cái ngày mà trời hay anh ơi anh đi nhớ lắm hôn nạ nhớ nhớ lệ cái một cuộc cả đời qua mà ngày đi tình anh vừa cho khỏe cho lệ ngày nó mang nhớ vừa nhà mình mà trời hay anh ơi nhớ nghĩ nó ngủ nó la vùng bên là la